Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để đón chào đơn vị thị xã Kinh Môn. Vâng, kính thưa quý vị, và về với hội diễn năm nay, đơn vị thị xã Kinh Môn gửi tới hội diễn vở chèo có tựa đề Nghĩa Tình Còn Lại, tác giả đạo diễn Bùi Trọng Ước, và sau đây là bảng phân vai. Trương Văn Nam trong vai ông Nam, Phan Xuân Đoàn trong vai anh Thân, Trương Thị Hiệp trong vai Thím Thiện, Trương Thị Liễn trong vai chị Hòa. Kính thưa quý vị, và vở chèo có tựa đề Nghĩa Tình Còn Lại của đơn vị thị xã Kinh Môn xin phép được bắt đầu. Bài ca nhưng tiền không có cũng là tỉ bo. Bỏ đi chứ. Bỏ đi à? Ừ thì bỏ đi. Ô tô về nè bà con ơi, ô tô về nè. Ê ê ê, mấy đứa trẻ kia đứng xa xe ra, xước sơn xe là tao bắt đèn đấy. Đèn nè à? Này, chúng mày định lấy răng ra mà đèn à? Cả một cơ nghiệp đấy đúng xa ra. Xa rồi à? Ừ, tốt. Ở đây chơi, trông xe. Tí ra, tao cho tiền mà mua kem. Vâng à. À mà này, nếu có ai hỏi thì bảo đấy là xe của cậu Thân, có ông bạn ở phố mới về nhá. Bạn Thân à? Chúng mày chửi bố tao đi à? Bố láo nào. Ui ui chó chó. Ui ui chó chó. Ui ui chó chó. Ui ui. Ồ, chó ở đâu ấy nhỉ? Ồ, sao bảo chó thì chỉ cắn áo rách, còn mình ăn mặc quách thế này mà. Cậu Thân mới về. Ui chị Hoa. Chó, mợ Thiện mợ nhốt rồi mà. Nhốt rồi à? Nhốt rồi mà vẫn còn sủa được. Đúng được cái loại chó nhà quê. Chó quê hay chó phố thì cũng thế thôi. Thấy người lạ thì nó phải sủa chứ. Em mà là người lạ. Cậu là người nhà nhưng chả mấy khi về. Ờ mà cũng lạ thật ý. Tôi ít về mà nó cứ mừng quính đi thôi. Đại gia thì xông ra cắn, mà người miền núi về cứ xoắn lại mà mừng. Cái loại chó này ấy, cứ phải bóp riêng bóp mẻ mới yên. Mà thôi, mặc xác mày, cứ ở đấy mà sủa. Thưa Hưng và chị từ vùng kinh tế ra đây, nên hôm nay em mới về sớm. Nếu không thì... Mà cũng tốt, có đầy đủ chữ ký, lại mải đỗ sách việc. Cậu mới về thì cứ ngồi uống nước, chờ mợ Thiện mới về, và cả ông Nam nữa. Ông Nam nào? Ông Nam là người nhà ở xóm trên ấy. Uống nước đi em. À, ông làm bê đê chứ gì? Phỉ phui cái mồm cậu, sao lại gọi bê đê? Ông ấy làm bề trên. Ơ, nhưng việc chia đất thì có liên quan gì đến bề trên? Ông ấy là bề trên nên phải mời ông đến để chứng kiến. Ông ấy là trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, rồi tổ trưởng tổ hòa giải. Lại là bề trên nên mợ Thiện phải mời ông đến để chứng kiến. Mời bảo thế mà nậy. Vẽ chuyện. Đất của bố mẹ để lại bây giờ chia cho con cái. Nếu đồng ý cứ ra ủy ban đóng dấu đánh phịch một cái, thế là xong. Cần gì đến ông Nam, ông Bắc. Cậu thì nhận được điện là tôi phải về ngay. Việc đất đai anh em phải thống nhất, nên phải mời ông đến để chứng kiến. Có điều, hôm nay cậu Thiện chưa được xuất viện. Ôi giời, có bảo hiểm, cứ làm viện đến Tết cũng được. Sao cậu lại nói thế? Chẳng lẽ em luôn muốn nằm viện chắc? Mà chồng không có nhà, vợ ký tay cũng được chứ sao? Có phải anh Thân về đấy không?
ông sang chơi. Ừ cháu. Ông Nam, có phải ông Nam không ạ? Đúng, ông Nam đây, Nam Ái đây. Ông lúc nào cũng vui tính. Lâu không gặp được anh, dạo này chồng anh khác quá. Ông ở nhà dạo này có khỏe không ạ? Khỏe, khỏe hay không? Khỏe bà. Ui, thôi cháu mời ông ngồi uống nước, cháu mới pha ông ạ. Cháu ở xa, lại bận việc làm, mọi việc ở nhà đã có vợ chồng chú Thiện. Ông uống nước đi. Ừ, cho ông xin. À, mấy ngày hôm qua đấy, vợ anh Thiện có trình bày với ông một tờ đơn. Ông xem trong đơn ấy thì chỉ có mỗi chữ ký của anh. Để tránh tình trạng anh em sau này mâu thuẫn, ông nhận với chính quyền địa phương xuống trực tiếp để hỏi chị em các cháu với danh nghĩa là người trong ban hòa giải, đồng thời cũng là người đại diện cho dòng họ đấy cháu ạ. Ơ, họ mà cũng có ban hòa giải ạ? Có chứ, có ban hòa giải. Đã ra quy định ý, nếu gia đình mà có mâu thuẫn tranh chấp hoặc trong dòng họ thì ban hòa giải xuống tận nơi để giải thích, giải hòa cho, mà không được ấy thì mới nhờ đến chính quyền địa phương hoặc cấp cao hơn cháu ạ. Có gì mà mâu thuẫn? Vườn đất của bố mẹ để lại bây giờ chia cho con cái. Cháu là con trai trưởng, cháu phải có quyền chứ. Cháu cứ chia làm ba, cháu hai, vợ chồng chú Thiện một. Không được. Sao cậu được hai mà vợ chồng cậu Thiện thì trừ được một? À, em thì cũng chỉ được một phần, còn phần xây nhà thờ cho bố mẹ là hai. Ờ, tôi thì cứ tưởng nhà anh Thiện ở trên thành phố đấy, nhà cao cửa rộng đàng hoàng, còn cái mảnh vườn quê này dạ, cho vợ chồng anh Thiện mới phải chứ. Ờ hay, cho là cho thế nào được. Ông cứ làm như đất của họ không bằng ấy. Đất ở trên phố là đất của cháu mua, còn đây là đất của mẹ cha để lại. Thế từ trước đến giờ ông thấy vợ chồng Thiện nó vẫn ở, có thấy bảo chia chác gì đâu, mà sao bảo anh em các cháu cho nhau rồi cơ mà. Ai bảo với ông là cho? Ai bảo? Cho thì phải có giấy tờ chứ. Cháu hỏi ông, giấy tờ đâu? Giấy tờ đâu? Ông ơi, ngày trước khác, bây giờ khác xa rồi. Thôi, thôi thôi, anh nói thế thì tôi hiểu rồi. Tôi rất hiểu. Kể từ khi khu đất này trở thành đô thị, giá đất tăng cao, mương nước nối đi hồi trước cho nhau, giờ hối tiếc, luốt nời đòi nại. Đất quý hơn vàng, tình người rẻ mạt, huynh đệ tương tàn, ăn ở bạc như vôi. Ông ơi, đất quý như vàng, tình người rẻ mạt, huynh đệ tương tàn, ăn ở bạc như vôi. Ôi xót xa thay tình người, sao lại phai nhạt đi. Mà sai, mà bạc là, đấy là quyền lợi của tôi, chứ tôi có cướp của ai đâu. Anh Tân ơi, đành vậy, nó là như vậy thật, nhưng là phải thấu tình đạt lý. À kia rồi, vợ anh Thiện đang về đây rồi. Cháu chào ông. Chào cháu. Em chào chị, chào anh. Thím về đây rồi. Cậu Trường về chia đất, ý mợ thế nào? Chị ơi, em thì thế nào cũng được. Ăn mất nhiều, chứ ở đáng bao nhiêu hả chị? Đấy, mọi người đã thấy chưa? Ăn mất nhiều, chứ ở thì đáng bao nhiêu? À đây, 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 đây.
Vậy thì thím ký vào đây cho anh một chữ. Anh ơi, nhà em còn đang nằm viện, đất vẫn còn đây, ký vội làm gì? Việc ký đơn em đã nghĩ suy, sợ mang tiếng nàng dâu về nhà chồng chia của. Mợ Thiện nói cũng đúng, bố mẹ mất đi không một lời di chúc. Vườn đất này là giờ của các con. Cậu muốn chia phải được sự đồng ý của các thành viên, đủ chữ ký mới là hợp pháp. Nhà có 5 chị em, chết một còn 4, 2 anh em trai là đủ bán rồi còn gì. Nghe lời anh, thím cứ ký đi, mọi việc xong xuôi anh cũng không để cho thím thiệt. Chị Hòa, chị nói đúng đấy anh Thân ạ. Cha mẹ chết đi không để lại một lời di chúc thì tài sản phân chia thì phải theo quy định luật pháp ban hành. Ông ơi, cứ phải theo luật pháp. Đúng ông cháu ơi, ạ. Còn cách nào hơn nữa không ạ? Nếu các cháu mà không thỏa thuận với nhau được để thống nhất phân chia thì các cháu làm đơn gửi lên Ủy ban Nhân dân xã. Mà Ủy ban Nhân dân xã mà người ta không giải hòa được cho anh em các cháu thì các cháu lại làm đơn gửi lên Tòa án Nhân dân huyện. Nhưng làng ta, nhất là cái họ Đỗ ta, chưa có một gia đình nào thực hiện cái cách hai này đâu cháu ạ. Đúng quá, một đời kiện, 9 đời thù, mà lại mang tiếng với đời tự tay vạch áo ơi à, cho người xem lưng. Ui giời, cháu có điện thoại. Ông ơi, sếp gọi. Sếp. Alo, anh đây. Như em đã giao có sếp. Cứ yên chí. À ừ, vui, vui quá đi chứ. Cứ thế thôi nhá. Ok. Thím Thiện. Dạ. Nhà tôi hỏi, thím có vui không? Vui, vui chứ. Anh em ở gần nhau thì vui còn gì bằng nữa hả? Vui thì thím ký cho anh đi. Anh ơi, việc này anh cứ vào viện gặp nhà em cho nó thuận. Ừ, cũng phải. Thím là dâu, có khi còn e ngại. Thôi, để anh phóng xe vào bệnh viện gặp chú Thiện xem sao. Ông ơi! Ôi giời ơi! Chào ông! Cương thì thẳng. Thôi, ông cũng về đây. Để khi nào chị em các cháu mà thống nhất được với nhau ấy, thì gọi ông sang để ông chứng kiến nhé. Ông về, cố gắng nhé. Vâng, ông về. Ông lại nhà. Mợ Thiện, mợ không nói gì ư? Nói gì hả chị? Đất nhà chồng em là dâu út. Việc phân chia đâu dám luận bàn, tay mình tự làm dù ít cũng ham, của người tham ngàn vàng cũng hết. Đạo dâu con, mợ ăn ở thế nào tôi biết, nhưng trách cậu Thân ý, lòng dạ tham nam, lúc khó khăn thì có chị có em, giờ khá giả thì tính tình thay đổi. Thôi chị ạ, có nọt sàng xuống nia cũng được. Suy cho cùng thì cũng là khúc ruột chia đôi. Nếu anh ấy cần thì em cũng thôi. Không đồng ý, sợ mất lòng anh trưởng. Tôi là gái thì không nghĩ gì cho mình. Nhưng dù là anh em cũng phải thấu tình đạt lý. Trước thì bảo là cho, giờ thì lại bảo không cho. Thế thì không thể được. Chị ơi, em xin chị. Chị ơi, mình hy sinh khi nhà em đẹp thì con tình nói cho yên đi cửa nhà, thì hơn em cũng cho đi qua đi. Thiệt hơn em cũng hy
lại vực thân. Đầu óc rối bời thiết gì vườn đất. Trước đây anh bảo là anh cho em tấn, giờ đổi thay muốn cắt đất chia phòng. Tiền kia ai nói không cần, đừng vì tiếng đất mà quên lời vàng. Thôi đời sao phải bon chen đi. Ngàn thay cho canh anh em tương tàn. Màu máu chảy về anh em một nhà không cha mẹ nhớ lúc còn thơ. Giải cũng chung một bàn tay, chú Thiện xem qua rồi ký đơn ngay, thế mới gọi là anh em đủ mọc. Thủ tục đầy đủ thứ này thế này, cứ giao ủy ban là được thế mà. Khoan, chị ơi, anh em trai họ đã thống nhất cả rồi chị ạ. Việc này mợ cứ để cho tôi, mợ đi vào trong nhà. Thì chị cứ đi vào trong nhà, đi vào. Cậu thân. Dạ. Thế là vẫn theo ý cậu. Thì đấy, chia làm ba phần. Em một phần, vợ chồng chú Thiện một phần. Còn phần của bố mẹ là để em cúng. Bởi vì em là con trai trưởng mà. Ui giời, em lại có điện thoại chị ạ. Anh nghe đây. À ừ, chú ấy ký rồi. Như ý em, 3, 2, 1 nghĩa là chia làm 3, mình 2, vợ chồng chú Thiện 1, được chưa? Cứ thế nhá. Vợ em nó gọi chị ạ. Tôi hiểu rồi. Thế có lúc nào cậu nói cho vợ con cậu biết được như ngày hôm nay là bởi vì đâu không? Thì là vì chồng tài, vợ giỏi. Cậu quên rồi, ngày ấy xã gọi cậu lên đường nhập ngũ vì sợ khổ, sợ chết nên cậu trốn đi. Nhà chỉ có 2 anh em trai, lại nghĩ danh dự gia đình. Thiện chưa đủ tuổi nhưng xung phong
thấy anh đi bộ đội. Thế bây giờ nó mới là thương binh, có chế độ tháng lĩnh tiền rủng rỉnh. Cậu im đi. Nói thế mà nghe được. Còn cậu ở nhà cưới vợ sinh con, kinh tế giả dư, khôn ngoan có tiếng, thì đấy cũng là cái số của tôi. Còn cậu Thiện thì sao? Rời quân ngũ về, người mang đầy thương tật, kinh tế khó khăn, thiếu thốn quanh năm. Hỏi cậu làm anh đã giúp được gì nào? Bố qua đời, nuôi mẹ già ốm yếu 6 năm. Đã ngày nào vợ chồng cậu nâng lên đặt xuống. Không có công, nhưng thi thoảng có tiền. Mà đã có tiền, thiếu gì người nâng lên hạ xuống. Họ nói không sai, cậu cũng chỉ là cái hạng đàn ông sợ vợ. Đàn ông thằng nào mà chẳng sợ vợ. Đấy, bố mẹ nghe thấy chưa? Bố đặt tên con đứa thân đứa Thiện, lòng cầu mong huynh đệ thương nhau. Giờ thì đảo ngược trước sau, con không nhường nhịn mẹ cha đau lòng. Đành thôi thời trách ai bây giờ, một đi bên là vì tiền, một đi bên là vì nghĩa. Còn vàng thì mất non đất lại cầm tay, ai biết để nhường ai. Thế gian miếng miếng tiếng đời, chim bẻ mai thôi phải không? Phận gái có cái gì mà còn tôi là gái cũng là con, mảnh đất này phải xẻ ra làm bảy. Làm bảy? Sao lại làm bảy? Cậu một phần. Đúng. Bố một phần. Quá đúng. Mẹ một phần. Đúng. Vợ chồng cậu Thiện một phần. Không sai. Còn tôi gì Huệ, cả dì Hoa, không may chết trẻ, nó cũng là con, thì hồn vía nó ở đâu? Chia chát gì? Chết rồi thì còn chia chát gì? Mà này, tôi nói gì cho chị biết, tôi nói gì cho chị biết, chị không có quyền gì được phân chia. Tục lệ làng này thưa kế phải là trái. Còn tôi không phải con cha con mẹ ư? Như chim xa đàn nề khắc khoải, bao năm dựng kinh tế mới, đất cát dãy nương trong đấy, thiếu gì cơ chứ? Cậu nghĩ tôi về đây là để chia đất ư? Mà vội vàng tính toán thiệt hơn. Chẳng qua vì nhớ quê hương, thao thức đợi mong, bao đêm không ngủ, công sức với gia đình chị đâu dám kể. Chỉ mong các em đùm bọc
yêu thương, nhiều điều phủ lấy ra gương, sao không thấy đêm mà xôi xét. Chị ơi, việc tình việc đất là hai việc khác nhau. Không, việc này tôi phải đứng ra giải quyết. Biết là cầm dao tự chặt tay mình. Dù cậu cố ý hay vô tình, anh không nhường em, cứ theo luật pháp. Ê, 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 ê. Đều là chị em trong nhà cả, cần gì đến luật pháp. Tôi đứng ngoài tình cờ nghe được việc anh thân có ý định phân chia, dù 7 hay 3 cũng phải thuận hòa trên dưới. Trai gái như nhau phải công bằng phân định. Phân định? Đấy, chị đã thấy chưa? Phải công bằng phân định. Ông ơi, cháu phân chia như thế là quá hợp tình hợp lý. Gái đã đi lấy chồng, làm gì còn có suất, phải không ông? Anh thân, theo Bộ Luật Dân Sự năm 2015, người ta đã quy định rồi. Quyền thừa kế của cháu dạng mà hàng thừa kế thứ nhất, nghĩa là trai, gái được hưởng quyền lợi của bố mẹ đã chết như nhau. Sao? Trai, gái quyền lợi như nhau à? Đúng rồi. Cái việc này hòa giải đối với ông không phải là lần đầu tiên. Ông ơi, ý cháu cứ phải chia làm 7. Dài, ngại điện. Gì thế? Bây giờ phải chia làm 7. Cái gì? Cô nói cái gì? Này, cô đừng có cái kiểu chọc gậy bánh xe nhé. Đây là đất của bố mẹ tôi để lại. Bây giờ chia cho con cái phải được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Cái gì? Cô nói sao? Chia làm 7 cũng bán à? Trời ơi, cô điên vì tiền rồi. Sao? Cô nói cái gì? À, thì ra là như vậy. Bây giờ thì tôi đã hiểu được cái ý đụng định của cô. Trời ơi, lúc nào thì cô cũng nghĩ đến tiền. Tiền. Vì tiền mà cô dám đánh lừa cả tôi à? Trời ơi, đúng là cái đồ. Không, không, sự mua bán nào hết. Cô đừng để tôi phải mất mặt với chị, với em. Khóc đi ư? Làm anh làm chị khó lắm, không dễ đâu cháu ạ. Bây giờ thì không cần, không cần ai về ký nữa. Em xin chị hãy tha thứ cho em. Chỉ vì cả nghe mà suýt mất đi tình nghĩa ruột già. Vườn đất mẹ cha đem ra chia 3 xẻ 7. Ông ơi! Cháu,
không có phân chia nào, không có phân chia nào công bằng hơn lòng cảm thông của con người ông ạ. Đúng, đúng lắm cháu ạ. Chị ơi, em xin chị, em xin chị đừng làm như vậy. Chả nhẽ chỉ vì tiền, vì đất mà nghĩa tình cũng mất hay sao? Là anh mà mình chẳng ra gì. Nghĩ giận mà giận đi thân đi. Chị không phải về chia đất đâu cháu ạ. À. Các cháu ơi. Dạ. Ông đã cao tuổi, đã chứng kiến những cảnh nhà tan cửa nát. Cũng chỉ vì miếng cơm tấc đất mà người thân, anh em ruột thịt chém giết lẫn nhau. Trách người vội giận mất hôn, để rồi ân hận đớn đau một đời. Như bát nước đầy tình nghĩ thân, tình thân như tay ai mà nỡ đó. Mà sao không giữ, lại tự mình đổ đi. Ông ơi, bây giờ thì cháu đã hiểu rồi ông ạ. À. Cậu thân. Dạ. Cậu đã hiểu ra rồi. Chuyện qua thì hãy cho qua, để tình cảm chị em ta trước sau như một. Dạ vâng ạ. Đúng, chị Hòa nói đúng. Chỉ có gia đình mới là nơi đoàn tụ. Đúng, các cháu nói đúng ấy. Chỉ có gia đình mới là nơi đoàn tụ. Các cháu ơi, dạ. Đời là vô thường, người về với cát bụi. Chỉ có nghĩa tình mới ở lại với thời gian. Đời là vô thường, người về cùng cát bụi. Chỉ có nghĩa tình ở lại với thời gian. Ông Nam, chị Hòa, Thiến Thiện, dạ. Tôi tính thế này. Vườn đất của mẹ cha để lại cho chị, cho em. Ta sẽ cắt cho một vợ chồng chú Thiện sử dụng một nửa. Còn một nửa ta xây nhà phụng thờ bố mẹ, để chị em cháu con có nơi có chốn thì về. Mọi người thấy thế nào ạ? Thế thì hay quá rồi. Hay,
hay lắm. Thật là hợp lý, hợp tình. Anh em đoàn kết, tôi có gia đình đoàn kết, người người đoàn kết, tôi có toàn dân đoàn kết. Thuận ý tình nhị lòng nhân thái bao ý làng tâm ý tâm thiết tha ý anh em đường bọc sống đi cho thuận hoài. Cho dù phong ba sống cho cuộc nghi sống hôm nay tình nghĩa trước sau nhà nhà hạnh phúc quý dồn đi vang tiếng y cười quê hương vui tình toàn dân đoàn kết chung tay xây đời là